Ân Huỳnh, hành trình đến với Tim Lâm Vlog và những ngã đi ngang cuộc đời. Hello mọi người, mình là Thảo Lâm Vlog đây. Cùng mình nhìn lại hành trình của Ân trong Tim Lâm Vlog nhé. Ân Huỳnh tên thật là Huỳnh Hoàng Ân, sinh ngày 2 tháng 10 năm 1997, là con một trong gia đình. Ân có lẽ là cái tên được yêu quý nhất Tim bởi sự hài hước, lầy lội và chịu chơi. Khác với những thành viên trong team, vừa được nghỉ học đã được anh Lâm gọi vào team, thì Ân lại là người từng trải. Ân từng làm rất nhiều công việc trước khi làm YouTuber. Nghề đầu tiên mà Ân làm chính là game thủ. Với Ân là hồi đó là đánh giải liên minh đâu các kiểu mà có hức bao giờ hức điên không em? Sao vậy, anh phải nói là đeo cái vương miện cho em rồi. Ân từng chơi Warcraft 3, Dota và đặc biệt nhất là game liên minh huyền thoại. Người ta thường nói đẹp trai không bằng trai mặt. Một tuần 7 ngày thì hết 8 ngày Ân cài game ở quán net. Chính vì vậy, Ân xin được hẳn một chân trong quán net. Từ đó, Ân bắt đầu cài thuê liên minh huyền thoại, tham gia các giải đấu và chuyển hướng sang thi đấu chuyên nghiệp. Nếu như theo đuổi đến cùng, thì Ân Huỳnh sẽ là cái tên vàng trong làng game thủ, tương tự như thầy giáo Ba hay Sena, bởi vì những người này từng là đồng nghiệp ngày xưa của Ân. Nhiều bạn chơi game cũng hiểu, lương game thủ bình thường thì cũng chỉ có 3 cọc 3 đồng. Lúc đó, Ân vừa phải vướng vào áp lực của gia đình và vướng vào áp lực của những chiếc camera chạy bằng cơm xung quanh nhà. Chơi game chuyên nghiệp. Chị nghĩ là vấn đề chơi game chuyên nghiệp tức là những cái người mà giới trẻ đó người ta không có ý thức. Nói chung chơi game thì không có thành công. Nên buộc phải nghỉ để đi làm công việc khác lo cho ba mẹ. Thời gian đó, Ân từng làm thuê, bốc phát và làm nhân viên phục vụ ở Nabaking. Không lâu sau đó, Ân cũng từng tạo kênh YouTube mang tên An Sơn Vlog, chuyên quay các chủ đề ăn uống, trò chơi. Có cả sự xuất hiện của Toàn và Tú. Tuy nhiên kênh này đã bị xóa. Sau một thời gian thì Ân mới tham gia kênh Lâm Vlog và làm đến hiện tại. Nhìn bên ngoài Ân hài hước vui vẻ thế thôi, chứ người đàn ông mà các bạn yêu quý đôi khi cũng có những phút giây yếu đuối không ngờ. Mặc dù tham gia kênh rất lâu, theo anh Lâm đi quay 7749 tập, đi cả ngàn cây số, nhưng Ân vẫn không tránh khỏi việc say xe. Hàng này không có nhã hứng cái dành giống hoa anh đào nữa rồi, nãy giờ đang ngồi đang ói rồi. Không công khai bạn gái rầm rộ như Tú hay Vĩ, Ân là người giấu bạn gái kỹ nhất team. Chính vì vậy mà nhiều lúc khán giả cũng làm tưởng là Ân. Trên trang cá nhân của mình, Ân cũng từng đăng ảnh thân mật với Bảo, một thành viên khác của team. Có lần cộng đồng mạng cũng đồn rầm rộ về việc Ân có bạn gái. Để anh phóng lại. Bạn gái của Ân, hello. Thực ra, bạn nữ này chỉ là người từng làm chung với Ân ngày xưa. Ân thì không FA như các bạn nghĩ. Nhưng danh tính của bạn gái Ân thì vẫn là một điều bí ẩn. Như mình đã nói ở clip trước, nếu như xem sự xui xẻo là một cuộc thi hoa hậu, thì Vĩ xứng đáng là Á hậu 1. Còn ngôi hoa hậu thì xin phép được nhường cho Ân. Hầu hết tất cả các clip bốc thăm theo số sao, chú tể của sự xui xẻo đều gọi tên Ân. Ok chưa? Rồi. 3, 2, 1, thôi. Ăn gì hả? Tao bị xanh rồi. Này. Dạ, tới em chứ. Em cho luôn hả? Một sao cho đỡ áp lực. Áp lực quá à? Một tờ thôi à? Sao nó có nhiều? Giống cái gì? Hai lá rồi, em muốn chọn lá nào em? Ông bà độ. Nắp kẹt 20 cây. Bạn bột độn da. Quá trường thiệt. Rồi em ăn Joker các bạn. Ăn được Joker là ăn được. Không sao, 10k để cắm trại. Cho mọi người xem coi. Chưa bóp luôn kìa. Một sao. Mà thấy cái giải số này vào. Oh my god. Lâm Vlog bỏ hết luôn cho công bằng nha bạn. Đây mình sẽ xếp ngay giữa nè. Đó, mình để công bằng như vậy, ngón tay chỉ chỗ nào là để im cho nó là anh sẽ lấy luôn cho em ha. Đó, như vậy nha bạn, công bằng. Đó. Rồi, em nhắm mắt lại chơi các em. Rồi, hộp ngón tay vô em. Anh để cái giữa không em, chỉ nha, chỉ dính thế nào. Dính vô. Đây nè. Rồi, em lấy cái đó đúng không? Dạ. Rồi, ăn được chắc chắn cái đó rồi nha bạn. Mình rất là công bằng để ngay giữa hết luôn mà ăn nó vẫn chỉ vào số không. Không chỉ nhỏ trong game mà Ân Huỳnh còn nhỏ luôn cả ngoài đời các bạn ạ. Tài khoản Facebook hiện tại của Ân là tài khoản mới, chứ tài khoản cũ thì đã bị hacker cưỡng mất. Không chỉ bị hack Facebook, Ân còn bị cả khách bơm hàng nữa các bạn ạ. Hết luôn. Trời ơi.
Thôi xong rồi, ông nào bóp tôi rồi đúng không? Hết hàng luôn rồi kìa. Thôi xong tôi rồi. Ông nào bơm hàng tôi rồi đúng không? Những ngày không đi quay, Ân vẫn giữ thói quen là chơi game, nhưng chỉ để là chơi giải trí chứ không cài cuốc như xưa. Bên cạnh đó, Ân cũng là fan cuồng của anime, nhất là phim Đảo Hải Tặc. Rất nhiều bạn thắc mắc về mức lương của Ân. 2 năm trước đây, mức lương của Ân đã rơi vào khoảng 10 triệu một tháng. Rồi, cho Tú một tháng lương của anh An. Là tháng này là An hỏi lấy tiền là chuyển qua đây. Đơn giản vậy. Hiện tại, kênh của anh Lam phát triển và gần được 10 triệu sub, nên mức lương của Ân rơi vào khoảng 20 triệu là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Bên cạnh đó, với sự nỗ lực và chịu chơi, mức tiền thưởng mà Ân nhận được cũng rơi vào tầm 10 triệu một tháng. Đâu hàng hả? Dạ. Hả lấy tiểu, lỡ chơi vòng sau thua đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là mình cảm thấy mà mình không phải chơi được thì rồi mình cứ đầu hàng các bạn, không có gì để phải bàn tán hết nha. Rồi nói chung là team với em đã chiến thắng là do Tú nó làm ở nhà ở ngoài đảo á, cái nó chịu không được cái cơn bão quýnh giang ở nhà nó luôn rồi. Sao giờ 1 triệu 2 triệu giờ 1 triệu có đầu hàng không? 1 triệu cũng đầu hàng rồi. Tội nghiệp các bạn, mình chưa kịp lên 2 triệu được ăn lấy luôn rồi. Thôi vậy sao em 1.500.000 còn 500 để mua nước uống. Ồ ngon vậy. Rồi cảm ơn anh. Thôi được rồi, lên 2 triệu luôn. Ngoài ra, Ân cũng kiếm được tiền từ việc bán móc khóa livestream trên TikTok. Như vậy, tổng thu nhập của Ân rơi vào khoảng tầm 30 đến 35 triệu một tháng. Được biết, trước đây ba mẹ của Ân từng là công nhân, nhưng hiện tại với mức lương vài chục củ, Ân đã có thể lo được cho ba mẹ để ba mẹ không đi làm vất vả nữa. Đúng là con người ta 20 mấy tuổi đã lo được cho ba mẹ mình. Có thể thấy, ngoại trừ anh Lâm và Thương thì Ân chính là thành viên từng trải nhất trong team, đi lên từ chính sự khó khăn, vượt qua biết bao nhiêu lời không hay của xã hội, làm rất nhiều nghề để trang trải cuộc sống, và cuối cùng là may mắn được làm việc tại kênh Lâm Vlog. Nhưng ai đó đã từng nói, thành công chỉ có 1% may mắn, còn 99% còn lại là sự nỗ lực. Chính các bạn, khán giả của kênh Lâm Vlog cũng nhận thấy sự nỗ lực vượt bậc hơn của Ân so với các thành viên khác trong team. Nỗ lực vượt qua thử thách, nỗ lực thay đổi bản thân. Chính vì sự nỗ lực này đã tạo nên một Huỳnh Hoàng Ân mà các bạn đang yêu mến như ngày hôm nay. Chào không? Hả? À, à, vậy lấy con 3 cây luôn ạ. Rồi, một cái bánh. Quay phía tôi chị anh. Quay chơi anh. Anh đừng quay tôi nha, quay cháy máy nha. Rồi, em gửi 2 cây. Xuống kia ha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ đi ngủ và trải nghiệm ngủ ở ngoài công viên xem như thế nào nha. Nếu tối nay có mưa hay cái gì đó thì mình sẽ quay cho bạn xem. Đăng ký kênh để ủng hộ công sức của mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.